tai mà lắng tai nghe. Nghe chi nghe chi. Ơi các bạn ơi, ra đây mà báo nhau nè. Báo gì báo gì? Báo rằng cái việc dân số dân sinh già hóa dân số suy giảm mức sinh. Ta hãy cùng nhau chung tay thay đổi tương lai. Cùng nhau cùng nhau. Ta hãy cùng xây tương lai hạnh phúc lâu dài. Làm gì làm gì? Hỡi người nhớ là xin đủ hai con. Nhà vui sớm tối tiếng cười rộn ràng. Ai ơi chớ mà lo chi. Ai ơi chớ có mà lo gì. Ở đây việc gì cứ phải nghĩ suy. Rằng trời xin dòi xin có. Có gì mà khéo lo. Cùng đứt nhau về mái ấm cùng đàn con, hai ta cùng sẽ trở thành cặp vợ chồng hợp vàng son. Đâu cần phải mơ về con trai hay con gái, gia đình ta mãi bên nhau đó là điều ta muốn trải. Mà lắng tai nghe. Chuyện gì chuyện gì? Ơi các bạn ơi, ra đây mà báo nhau nè. Chuyện gì chuyện gì? Báo rằng cái việc sinh gái hay trai đừng nên lo lắng phân biệt có ích chi. Ta hãy cùng nhau chung tay thay đổi tương lai. Cùng nhau cùng nhau. Ta hãy cùng xây tương lai hạnh phúc lâu dài. Làm gì làm gì? Hỡi người chớ chọn giới tính thai nhì. Thuận theo thiên ý phước lộc trời ban. Ai ơi chớ mà lo chi. Ai ơi chớ có mà lo gì. Ở đây việc gì cứ phải nghĩ suy. Rằng trời xin dòi xin có. Có gì mà khéo lo. Ai ơi chớ mà lo chi. Mà lo chi. Ai ơi chứ có mà lo gì. Mà lo gì. Ở đời việc gì cứ phải nghĩ suy. Rằng trời xin dòi xin có. Có gì mà khéo lo. Ở đời việc gì cứ phải nghĩ suy. Rằng trời xin dòi xin có. Có gì mà khéo lo.